Chào các bạn nha Hôm nay em lên sóng em giới thiệu chúng ta về một con bên PC Asus Có đó là tên của nó là Asus uh, Rosting B360F Gaming Đây là em quay mặt trên của con bên này Bên này nó chế tạo như kiểu game rất đẹp các bạn nhé Hình ảnh đẹp Nó chỉ là rất đẹp, to, main rất to nhé Đấy, em quay cho các bác xem mặt tiền của mình. Con này có 4 khe RAM nha. Hỗ trợ mỗi thành 8 GB. 32 GB max nha, Maximum nha. Con này hỗ trợ CPU Intel socket 1151 nha, for gen đời 8 generation. Code processor, có nghĩa là con này tích hợp lên chip đời 8 gồm ừ, có coi 3 coi 5 coi 3 coi 5 coi 7 đời 8 nha. Hoặc là Zero ron Centum Để em quay mặt sau này. Con này là chip set socket của nó là B360, in theo B360. Bộ nhớ RAM của nó là 4 nhân 4 khe RAM, mắt của nó là 64 GB. RAM này là RAM đời 4. bớt của nó là 2 2400 i1 ba MHz. Đó. Con này đã đua Internet memory nha, support Intel X-memory. Công nghệ uh, CPU là DA gpu AMD 2 quay Close. Con này là khe cắm mở rộng của nó là Khe cắm của nó là một khe PCI này 3.0 này 2.0 và nhân 16 Một em Một PCI 3.0 X41 em Nhân 2 4 PC 3.0 2.1 nhân với 1 nhân 3 này Âm thanh của nó là âm thanh uh, VOR Superam uh, 8 kênh HD Audio Cotex uh, S1220A uh, Có nghe con này nghe nhạc rất hay nha Bác nào xem uh, video của em uh, cho em một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ nha Đây em quay mặt đây cho bác xem này Cổng kết nối của nó cũng có rất nhiều cổng Đó là một cổng uh, a connection này một cổng uh, PRG một cổng USB 3.1 Gen tốc độ truyền của nó 5 gigabit connect hỗ trợ 2 USB 3.0 Gen 1 support tiếp theo nó là hỗ trợ USB 2.0 connect và hỗ trợ một khe ổ cắm M2 socket 3

chúng ta nâng cấp ổ cứng thì thoải mái nha 6 khe cắm sata mỗi tốc độ của các cổng là 6 gigahertz hết một ổ 12 fan connect một cpu fan connect một cpu opa fan connect đây là em nói cổng đằng sau của nó một số cổng một cổng IO 24 pin nha Power Connect 8 pin ATX 12V Power Connect một hệ thống panel 5 pin XPT fan connector một Galaxy Mode 1 x 14 pin PAM connect 1 x COMFORT Header 2 x 3D MOSFET Tiếp theo đó là cổng kết nối ngoài này gồm 2 PS này một cổng DVI này một cổng DisplayPort này một cổng HDMI này